Hà Giang kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Cảnh sát thành phố San Jose, tiểu bang California vừa khám xét một quán cà phê Việt Nam vào tối Chủ nhật vừa qua và đã viết giấy phạt ba nữ tiếp viên trẻ với lý do để ngực trần. Các cô tiếp viên này tuổi 22 đến 23 là nhân viên quán Queen Cà Phê ở đường Tully Road. Họ bị buộc tội ăn mặc hở hang nơi công cộng và sẽ phải ra tòa án hình sự. Cảnh sát cho hay các cô không bị bắt mà chỉ bị ghi giấy phạt cho nên đã không loan báo tên của họ. Một phụ nữ ở quán cà phê cho hay các cáo buộc của cảnh sát là không đúng sự thật. Tiệm Queen Cà Phê là một trong khoảng 20 tiệm cà phê tập trung trong khu vực rộng gần 8 cây số vuông trong khu phố của người Việt, giới hạn bởi đường Story và Tully, vốn trong thời gian gần đây đã gặp một số phản ứng bất bình vì dùng nữ tiếp viên ăn mặc hở hang hoặc để ngực trần để tiếp khách. Theo lời của cảnh sát, chủ tiệm Queen Cà Phê đã không bị cảnh sát biên giấy phạt, nhưng điều này không có nghĩa là thành phố sẽ không có biện pháp gì sau này. Một bạn học cũ thời trung học của cô Michelle Lê, một nữ sinh viên ngành y tá ở Bắc California vừa bị bắt vì tình nghi tội sát nhân. Vụ bắt giữ xảy ra hơn 3 tháng sau khi Michelle Lê bị mất tích tại một bệnh viện ở khu vực San Francisco, nơi cô làm việc. Cảnh sát thành phố Hayward bắt Giselle DeWalt Esteban vì nghi can này có liên quan đến cái chết của Michelle Lê, 26 tuổi. Michelle trước khi mất tích hồi tháng 5 vừa qua nói với đồng nghiệp rằng cô đi ra ngoài nhà xe nhưng sau đó không bao giờ thấy trở lại. Cảnh sát tin rằng vụ tấn công này đã xảy ra ở nhà để xe của bệnh viện vì đoạn video từ máy thu hình đặt ở đây cho thấy Esteban hiện diện cả trước và sau khi Michelle bị mất tích. Cảnh sát tìm thấy máu của Michelle bên trong chiếc SUV của cô cũng như trên giày của Esteban khi xét nhà của nghi can. Xác của Michelle Lê chưa tìm được, nhưng cảnh sát tin rằng Esteban sẽ là đầu mối quan trọng để giúp họ tìm ra manh mối. Esteban sẽ ra trình diện ở tòa thượng thẩm hạt Alameda vào ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 9. Trong khi đó, gia đình của Michelle Lê vẫn nuôi hy vọng. Họ treo thưởng $100,000 cho bất cứ ai mang được cô trở về hoặc cung cấp thông tin cho biết cô ở đâu. Em trai của nạn nhân là Michael Lê vừa tròn 24 tuổi vào thứ Năm tuần này cho biết chị của mình không bao giờ quên gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật. Michael ao ước được nghe lại giọng nói của chị mình và điều mong ước duy nhất của Michael là làm sao cho chị ruột được trở về nhà. Một khối đá khổng lồ của hòn Mộc Sơn thuộc Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng đã thình lình đổ xuống làm hai căn nhà của người dân bị hư hại nặng. Chủ của một trong hai căn này là ông Lê Thanh Chiến, 41 tuổi và bà Nguyễn Thị Ánh, 31 tuổi, cho hay họ đã thoát chết trong gang tấc. Chủ căn nhà kế cận là bà Nguyễn Thị Thúy Nga, 40 tuổi, cho hay năm đứa trẻ đang chơi sau vườn vừa bỏ đi thì núi lở rơi xuống đè nát vườn nhãn của nhà bà. Bà Nga dù chưa kịp hoàn hồn nhưng mừng rỡ vì đám con cháu của bà đã thoát nạn trong tích tắc. Hòn Mộc Sơn là một trong năm ngọn núi thuộc quần thể thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Dưới chân núi Mộc Sơn hiện có khoảng 30 căn nhà của người dân. Cách này 4 năm, núi đã từng lở đè sập một căn nhà. Cư dân ở đây cho rằng núi đá sập thình lình có thể vì mưa dông và sấm sét dữ dội đổ xuống vùng này những ngày vừa qua đã làm cho tét đá và nứt vách núi. Chính quyền quận Ngũ Hành Sơn cho hay sẽ buộc 30 gia đình đang sống dưới chân núi Mộc Sơn di tản để tránh tai họa trong những ngày tới. Hiện nay các gia đình này cũng đã đến nơi khác trú ngụ vì sợ rằng núi đá sẽ còn tiếp tục lở. Trung tâm dự báo bão quốc gia ở Miami cho biết hiện nay đang có 3 trận bão ở khu vực phía Đại Tây Dương ở trong một mùa nhiều bão tố nhất của năm nay. Bão Katia hôm thứ Năm là hurricane cấp 1, vận tốc gió 90 dặm một giờ. Vào trưa thứ Năm, tâm bão ở cách bờ biển North Carolina khoảng 320 dặm về phía đông và di chuyển theo hướng bắc với vận tốc 16 dặm một giờ. Tuy nhiên, bão không thổi vào bờ biển Bắc Mỹ.
Trong khi đó, bão nhiệt đới Maria với sức gió 45 dặm một giờ mới hình thành giữa Đại Tây Dương. Theo dự đoán, bão sẽ đi đến gần bờ biển Cộng hòa Dominican vào sáng Chủ nhật và tăng sức mạnh thành một hurricane. Sau đó, nếu chuyển hướng, có thể sẽ tới Florida. Một cơn bão nhiệt đới khác là Nate hình thành trên vịnh Mexico với sức gió 50 dặm một giờ và cách Houston, tiểu bang Texas khoảng 600 dặm về phía đông nam. Nhiều nguy cơ bão này sẽ tăng sức mạnh lên cấp hurricane và đổ bộ lên bờ biển Mexico hoặc Texas trong vòng một tuần lễ nữa. Tàn dư của bão nhiệt đới Lee đổ bộ vào Louisiana hồi tuần trước sẽ còn ảnh hưởng nhiều ngày và gây mưa lớn tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Hai tiểu bang New York và Pennsylvania đã ban hành lệnh di tản 120.000 dân để đề phòng lũ lụt. Trận hỏa hoạn khủng khiếp từ 5 ngày qua ở Bastrop County, phía đông nam thành phố Austin của Texas, đã đốt cháy 35.000 mẫu đất cây hoang và thiêu hủy 1.386 ngôi nhà, làm ít nhất là 4 người chết và 5.000 người khác phải di tản. Toàn thể một vùng rộng hơn 400 dặm vuông ngập trong biển lửa và tại nhiều nơi các toán cứu hỏa không thể nào tới gần. Cho đến nay, người ta mới chỉ kiểm soát được khoảng 30% những đám cháy. Đây là trận hỏa hoạn lớn nhất trong số gần 30 trận hỏa hoạn đang xảy ra ở tiểu bang Texas, thiêu rụi đi 120.000 mẫu rừng cây và làm hàng chục ngàn dân chúng phải bỏ nhà cửa để lánh nạn. Lửa cũng cháy lan vào Camp Stanley, là một căn cứ huấn luyện của quân đội ở phía đông bắc San Antonio, khiến cho dân cư ở Fair Oaks Ranch gần đó phải di tản. Một lực lượng máy bay hùng hậu được huy động vào công tác chữa lửa, gồm 6 máy bay chở nước khổng lồ, 15 máy bay nhỏ hơn và 12 trực thăng cũng như 12 máy bay quan sát. Theo dự tính, đến ngày thứ 6, vệ binh quốc gia sẽ phụ giúp thêm 10 máy bay DC số 10 được cải biến để mỗi chiếc có thể thả một lúc 12.000 gallon hóa chất chống cháy hay là nước, cộng với 3 trực thăng Chinook và thêm 6 trực thăng Black Hawk. Trên thị trường đầy rẫy những mặt hàng mang nhãn hiệu Hoa Kỳ nhưng ghi nơi sản xuất là Made in China. Giờ đây một món hàng là đũa mà không ai nghĩ tới là Trung Quốc cần mua từ Hoa Kỳ. Một hãng sản xuất đặt cơ sở tại Atlanta, tiểu bang Georgia, chủ nhân sáng lập là Jay Lee, cho hay họ sẽ bán đũa cho Trung Quốc. Hãng này sử dụng 100 công nhân làm việc suốt 6 ngày một tuần trong vòng 24 giờ và mỗi ngày làm ra khoảng 2 triệu đôi đũa để xuất cảng sang Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc không có đủ gỗ và cây bạch dương để sản xuất đũa, nhưng ở tiểu bang Georgia thì lại có rất nhiều loại gỗ trắng thích hợp để làm đũa. Tin của đài CNN cho hay, mỗi năm người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 45 tỷ đôi đũa và là thị trường tiêu thụ đũa lớn nhất thế giới. Bản tin hàng ngày đến đây là hết. Hà Giang chào tạm biệt quý khán giả và gặp lại trong chương trình kỳ tới. Chưa bao giờ, sự tìm kiếm thông tin các cơ sở thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ lại dễ dàng như bây giờ. Tất cả thông tin, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website của 30.000 doanh nghiệp trên 25 thành phố, 6 tiểu bang đều được đưa về một vị trí. Một website 30.000 doanh nghiệp Việt.